Chơi đi máy tính, An Kha xin chào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sản phẩm HP ProBook 440G4 phiên bản Core i5. Vâng, ProBook là một trong những dòng laptop chủ lực của HP và được thiết kế với cấu hình mạnh cho giới văn phòng, sở hữu thiết kế bắt mắt, chắc chắn và bền bỉ. Đặc biệt hơn đó chính là cấu hình được nâng cấp với con chip Intel Core i5 thế hệ thứ 7 cùng với một RAM DDR4 cho hiệu năng ấn tượng. Ngoài các ưu điểm trên, HP ProBook 440G4 lại được chú ý hơn bởi mức giá đẹp như mơ, chỉ khoảng 13-15 triệu đồng tại siêu thị máy tính An Khang. ProBook 440 sở hữu thiết kế bắt mắt với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, phần nắp ngoài và logo được làm bằng nhựa, nhưng phần kê tay được sử dụng chất liệu nhôm phay xước cho cảm giác tiếp xúc rất là thoải mái và mát mẻ. Được biết, ProBook 440 đã vượt qua 9 bài kiểm tra tiêu chuẩn quân đội Mỹ với các thử nghiệm như rơi, sốc, rung, bụi bẩn và nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau. Nhờ đó mà máy được bảo vệ an toàn khi va chạm và vận hành ổn định hơn. Mặt đáy của máy được lắp ghép bởi một tấm nhựa, giúp việc nâng cấp RAM hay ổ cứng SSD một cách dễ dàng. Sản phẩm còn được trang bị USB 3.0 quen thuộc, cổng này còn tích hợp chức năng sạc pin smartphone ngay cả khi laptop đã tắt máy. Cạnh trái có thêm một jack âm thanh 3.5mm và khe đọc thẻ nhớ máy ảnh. Ở cạnh phải chúng ta sẽ có cổng mạng LAN và sẽ hơi vướng với một cổng cắm sạc. HP vẫn còn giữ được cổng VGA để kết nối với máy chiếu và cổng HDMI cũng như cổng USB Type-C đa năng. Về kết nối không dây, HP trang bị cho ProBook 440G4 Wi-Fi chuẩn AC cho tốc độ mạnh gấp 2-3 lần so với thông thường để bạn lướt Internet ổn định và xem phim mượt hơn. Bàn phím kiểu chiclet của ProBook 440G4 với khoảng cách giữa các phím hợp lý nhưng lực phím có hơi nông. Bàn di chuột đi kèm với phím nhấn khá là nhạy, giúp lướt web, thao tác êm tay và dễ chịu. Để tăng khả năng bảo mật cho các tài liệu quan trọng của giới văn phòng, ProBook 440 được tích hợp cảm biến vân tay và con chip TPM giúp bảo vệ ổ cứng. Nếu không may máy bị mất, bạn chỉ cần đến gặp nhân viên IT của HP để kích hoạt chức năng mã hóa dữ liệu từ xa ngay khi tên trộm kết nối mạng. Ngoài ra, công nghệ BIOSphere còn giúp máy bạn tự động khôi phục BIOS trong trường hợp bị lỗi. Về cấu hình của máy, điểm nhấn đặc biệt của HP ProBook 440G4 năm nay đó chính là sử dụng chip xử lý Intel thế hệ thứ 7 Kaby Lake đã được cải thiện về hiệu năng đồ họa và duyệt web đi cùng với một bộ nhớ RAM 4GB DDR4. Hiện ProBook 440G4 có hai phiên bản sử dụng sức mạnh đồ họa khác nhau. Nếu như nhu cầu của bạn xử lý hình ảnh chơi game hay xem phim 4K thì bạn có thể lựa chọn phiên bản có card rời màn hình Nvidia GeForce 930 MX 2GB với một khoảng giá là 15 triệu đồng. Ngoài ra, với dân văn phòng bình thường, có thể chọn phiên bản card onboard với giá hơn 13 triệu đồng tại An Khang. Như vậy thì HP ProBook 440G4 là một sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng văn phòng khi máy có thiết kế đẹp mắt và bền bỉ, cấu hình mạnh mẽ và bảo mật dữ liệu vân tay rất là tốt. Siêu thị máy tính An Khang, cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!